Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 2/6/2023 giao dịch phân bón chậm lại tại các khu vực. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu phân bón liên tục sụt giảm cả về lượng và giá. Cụ thể, thời điểm vào tháng 3/2023, bình quân giá phân bón xuất khẩu đạt 453,4 đô trên tấn, thì đến tháng 5 chỉ còn 415 đô trên tấn, giảm đến hơn 35% so với cùng kỳ năm 2023. Báo cáo về ngành phân bón năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận định, nguồn cung phân bón trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm nay. Nguồn cung tăng nên giá phân bón các loại như ure, kali và DAP có thể giảm tới 40% so với năm 2022. Trong năm 2022, nguồn cung phân bón bị thắt chặt do Trung Quốc và Nga đều hạn chế xuất khẩu. Nhưng trong năm nay, cả hai cường quốc về phân bón này đã dỡ bỏ hạn chế, gia tăng hạn ngạch xuất khẩu phân bón. Từ cuối năm 2022, Nga đã tăng hạn ngạch xuất khẩu phân đạm từ 8,3 triệu tấn lên gần 11,8 triệu tấn đến năm 2023. Bên cạnh đó, một số nhà máy sản xuất phân bón mới bổ sung trong giai đoạn 2020-2022 ở Ấn Độ, Nigeria, Brunei, 3 nhà máy ở Nga và 10 nhà máy ở Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động trong cuối năm nay. Còn theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá phân bón hiện nay là do giá khí thiên nhiên đã giảm nhẹ. Điều này cho phép một số nhà máy sản xuất phân đạm đã ngưng hoạt động ở châu Âu có thể mở cửa trở lại. Điền 520.